Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Anten. Dạo gần đây, đâu đâu trên mạng cũng thể xuất hiện cái tên Black Myth Wukong. Đội nổi tiếng thì khỏi phải bàn rồi, hơn nữa còn ảnh hưởng rất tích cực đến thế hệ đầu 2000 trở về trước. Những người thuộc lòng nội dung phim Tây Du Ký phiên bản 1986 thường chiếu vào mỗi dịp hè trên kênh VTV2. Không chỉ đơn thuần là một trò chơi, Black Myth Wukong đã khơi gợi lại những câu chuyện đáng nhớ và nâng tầm chúng một cách cực kỳ hoành tráng. Bản thân mình đã trực tiếp trải nghiệm tựa game và thật sự ấn tượng với chap đầu tiên. Ngoài việc mất gần 2 tiếng để hạ được thiền sư lang thang, thì kiếp nạn trộm áo cà sa này đã giúp mình ngộ ra rất nhiều lẽ sống. Qua quá trình tìm hiểu, mình nhận ra có rất nhiều điểm khác nhau ở 3 phiên bản tiểu thuyết, phim truyền hình và game. Thế nên, trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chen phân tích chap 1 của Black Myth Wukong, đồng thời so sánh với nguyên tác và phim Tây Du Ký phiên bản 1986 nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Giờ thì xoay và xem thôi. Để tiện cho việc theo dõi, mình sẽ đan xen các điểm so sánh và nội dung câu chuyện theo trình tự thời gian nhé. Mọi thứ bắt đầu sau 2 tháng yên bình kể từ kiếp nạn Tiểu Bạch Long, tam thái tử của Tây Hải Long Vương, ăn thịt con ngựa của Đường Tăng. Hai thầy trò đã đi tới một ngôi chùa tên là Qua Đâm Thiền Viện. Cảnh vật nơi đây khiến ai cũng phải thốt lên mỹ từ ca ngợi, được miêu tả bằng mấy vần thơ như sau: trang nghiêm chùa lớn dưới hang sâu, cảnh đẹp xa bà lọ phải cầu, tịnh độ quả nhiên đời hiếm có, non xanh sư chiếm khắp đâu đâu. Đường Tăng vô cùng mừng rỡ vì kể từ khi bắt đầu hành trình thỉnh kinh đã được Bồ Tát và các sư môn giúp đỡ rất nhiều. Nay đến Qua Đâm Thiền Viện như thấy mặt người, liền cung kính bái tạ để bày tỏ lòng thành. Bên này, Tôn Ngộ Không đánh chuông không ngừng, làm kinh động đến mọi sư lớn nhỏ trong chùa. Một vị trưởng lão xuất hiện, đầu đội mũ tỳ lưu vuông, khắp mặt đầy nếp nhăn, cặp mắt mờ tịt, giới thiệu mình là Kim Chỉ trưởng lão, người đứng đầu thiền viện này. Đường Tăng được mời vào phòng phương trượng để dùng trà. Ngay khi nhìn thấy, Tam Tạng đã phải thốt lên khen ngợi đồ trà đẹp, trà cũng rất thơm ngon. Thật là sắc đẹp hơn nhị lựu, mùi thơm tựa quế hoa. Biết hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường, chẳng thiếu gì châu báu, Kim Chỉ trưởng lão ngỏ ý hỏi Tam Tạng có bảo bối gì có thể cho bần tăng được chiêm ngưỡng. Trong nguyên tắc, trước khi hỏi câu này, Kim Chỉ trưởng lão có quan tâm hỏi quãng đường từ Đông Thổ đến nơi đây là bao xa, đồng thời kể về cuộc đời của mình, đã đến ngôi chùa này từ năm 10 tuổi, nay đã 270 tuổi nhưng cũng chưa từng ra khỏi, có thể gọi là ngồi đáy giếng nom trời. Còn trên phim, Kim Chỉ đi thẳng vào vấn đề, muốn được xem bảo vật của Đường Tăng. Có thể thấy, nguyên tắc dẫn dắt động cơ của Kim Chỉ trưởng lão tốt hơn, nhưng cách triển khai của phim cũng dễ bộc lộ tính cách ganh đua vật chất của ông ta. Tam Tạng khiêm tốn phủ nhận, nhưng Ngộ Không lại cao hứng, nhắc đến chiếc áo cà sa, món bảo vật của Như Lai Phật Tổ được Bồ Tát đích thân mà tặng. Nghe đến áo cà sa, mọi người đều cười khẩy, bởi nếu nó được coi là bảo vật, thì thiền viện này cũng chẳng thiếu. Nói rồi, họ dẫn hai thầy trò vào nhà kho, tận mắt chứng kiến bộ sưu tập lụa là, thêu hoa rất cấm, thua chỉ đính vàng. Suốt 260 năm làm hòa thượng của Quan Âm Thiền Viện, sư trụ trì đã thu thập tới 700-800 tấm áo cà sa, quả là một bộ sưu tập đồ sộ. Tuy nhiên, khi Ngộ Không đem bảo vật của sư phụ ra khoe, ai nấy đều kinh ngạc, không thốt lên thành lời. Ánh hào quang của tấm áo chiếu sáng chói căn phòng, thơ mô tả như sau: trăm bề khéo léo minh châu rũ, muôn vẻ lạ lùng báu Phật trao, trên dưới râu rồng tờ nhuộm tía, bốn bên túi phượng gấm hoa đào, mặc vào quỷ dữ hồn tiêu diệt, ngó tới má thiêng xác bổ nhào. Nhờ có thiên tiên mày giúp khéo, chân tăng mới được xỏ tay vào. Nếu theo nguyên tắc thì tính khoe mẽ của Tôn Ngộ Không chính là chất xúc tác cho sự tha hóa của những hòa thượng ở Quan Âm Thiền Viện, rồi dẫn đến kiếp nạn với yêu quái về sau. Thế nhưng trên phim, áo cà sa đã từng bị một con tiểu yêu núi Hắc Phong vô tình nhìn thấy khi Ngộ Không đánh rơi tay nải để lộ chiếc áo ra bên ngoài. Thế nên dù lão Tôn không khoe cà sa với Kim Chỉ trưởng lão thì yêu quái vẫn sẽ tìm cách đánh cắp bảo vật mà thôi. Thấy của lại hiếm có trước mắt, lão sư tổ động lòng gian, bèn giả bộ đầu óc choáng váng, mắt tèm nhèm không nhìn rõ, xin được mượn một đêm để xem thật kỹ. Khi tất cả đã say giấc, trụ trì vẫn còn đắm chìm vào mộng tưởng của mình, khoác lên chiếc áo cà sa quý giá và ngồi giảng đạo, trước những con mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Rồi bỗng nhiên, ông ta khóc nấc lên, mãi đến canh hai vẫn chưa thôi. Theo nguyên tắc, người bên cạnh Kim Chỉ trưởng lão lúc này là hai đồ đệ thân tín nhất, còn trên phim chỉ là một hòa thượng tên Quảng Trí. Tuy được sống trong nhà cao cửa rộng, nhàn hạ vui thú với thiên nhiên, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời này, lão trụ trì chưa từng được mặc qua tấm áo cà sa nào đẹp như của Đường Tăng. Giá mà được tọa nguyện thì chết mà nhắm mắt, coi như đáng đời đi tu ở cõi dương gian này. Nói là vậy, nhưng ý đồ thật sự của ông ta là chiếm đoạt bảo vật cho riêng mình. Quảng Trí liền nghĩ ra một cách, chỉ cần trừ khử hai người họ là xong. Đáng hổ thẹn thay cho những người xuất gia tu hành, nhưng trong lòng lại nảy sinh sát giới đầu tiên. Theo nguyên tắc, người hiến kế cho sư tổ là hai tiểu hòa thượng Quảng Trí và Quảng Mưu. Kế hoạch của Quảng Trí rất dã man, nhân lúc thầy trò Đường Tăng ngủ say thì đem sát hại bằng gươm giáo, sau đó chôn thi thể ở vườn sau, ngựa và hành lý thì chiếm đoạt hết, áo cà sa thì để làm báu vật gia truyền cho con cháu nhiều đời sau. Quảng Mưu thì cảnh giác hơn,
Hắn biết tên mặt khỉ không dễ dàng đối phó, nên hiền kế chất củi đốt cháy ba gian nhà nơi Đường Tăng ngủ nghỉ, vừa khiến mục tiêu cháy thành tro, lại che mắt được thiên hạ rằng tự bọn họ không cẩn thận để lửa cháy chùa của ta. Thật là tiện cả đôi đường. Nghe tín hiệu từ Bạch Long Mã và tiếng bước chân giữa khuya của đám hòa thượng, Ngộ Không bật dậy để kiểm tra tình hình. Thay vì biến thành một con ong mật như trong nguyên tác, hành giả biến thành một hòa thượng để trà trộn dò la tin tức. Sau khi biết được chính xác, đại thánh bay lên Nam Thiên Môn tìm gặp Quảng Mục Thiên Vương để mượn chiếc vòng tránh lửa. Kế hoạch của Ngộ Không chỉ là bảo vệ an nguy cho sư phụ, còn đâu tương kế tự kế, mặc kệ cho chết cháy hết. Hơn nữa, lão tôn còn thổi thêm gió khiến lửa bốc lên ngày càng dữ dội, cháy lan sang cả những dãy nhà khác. Khung cảnh lúc đó khói đen mờ mịt, trên trời chẳng thấy một ngôi sao, lửa đỏ ngòm ngòm, dưới đất rực hồng ngoài vạn dặm. Các sư được một phen náo loạn, vừa dập lửa vừa kêu than. Cách Quan Âm Thiền Viện khoảng 20 dặm về phía nam có ngọn núi Hắc Phong, trong núi có Hắc Phong Động là nơi ở của yêu vương Hắc Hùng Tinh. Thấy ánh lửa cháy sáng rực như buổi bình minh, Hắc Hùng Tinh thẳng thốt, hẳn là Quan Âm Viện bị cháy rồi, bọn hòa thượng không cẩn thận để xảy ra hỏa hoạn, ta phải đến cứu chữa giúp họ. Khi bước vào phòng trụ trì, thấy tấm áo cà sa quý báu của nhà Phật, lòng tham nổi lên khiến hắn quên luôn việc chữa cháy mà cướp vật báu bay về động. Yêu quái theo nguyên tắc quả là một kẻ nhân văn, thấy chùa gặp nạn thì lo lắng tới cứu, không như trên phim. Sau khi nghe tiểu yêu kể về chiếc áo cà sa của Đường Tăng, Hắc Hùng Tinh cứ thậm thoáng thậm thụt ở chùa. Nhân lúc hỏa hoạn ai cũng hối hả khuân đồ dập lửa, hắn đã lén lút đánh cắp tấm áo mang về Hắc Phong Sơn. Nhưng chung quy lại, tên Hắc Hùng Tinh này cũng giống như Kim Chỉ Trưởng Lão, thấy của là tối mắt, chẳng thiết cao quý của bản thân. Sáng hôm sau, Đường Tăng tỉnh dậy và bàng hoàng trước cảnh tượng đổ nát tàn hoang trước mặt. Thấy hai vị hòa thượng xuất hiện, mọi sư lớn nhỏ đều quỳ rạp xuống vì tưởng oan hồn về báo thù, vừa văn lạnh vừa đổ lỗi cho Quảng Mưu và lão hòa thượng già. Hay tin Đường Tăng và Ngộ Không vẫn chưa chết, áo cà sa thì biến mất, cơ ngơi cả đời lại trụi tàn, Kim Chỉ Trưởng Lão rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bèn đập đầu vào tường để tự sát. Trên phim thì khác, lão Kim Chỉ toan tính bỏ chạy bằng lối đi bí mật, không ngờ bị cột nhà cháy rơi xuống thiêu xác. Thả thường lão mốc rất ngu si, thèm uổng cho đời thọ vứt đi, hòng cướp cà sa chuyển vĩnh viễn. Biết đâu cửa Phật khó suy bì, muốn điều huyền bí mà gian trá thì hại ngay mình rất hiểm nguy. Quảng Trí, Quảng Mưu vô dụng cả, hai người ích kỷ có nên chi. Theo nguyên tắc, Đường Tăng vô cùng buồn bực Ngộ Không bèn niệm chú Kim Cô khiến đệ tử đau đớn lăn ra đất, buộc phải nghĩ cách tìm lại áo cà sa. Thay vì hỏi các hòa thượng xem vùng này có yêu quái nào không như trên phim, việc đầu tiên Ngộ Không làm trong nguyên tắc là tập hợp tất cả 230 người có trong thiền viện, bắt cửa hết đồ để kiểm tra. Từng góc nhà, giường hòm đều bị lục tung cả. Sau cùng mới quả quyết, kẻ ăn trộm áo cà sa chính là Hắc Hồng Tinh ở núi Hắc Phong cách đây 20 dặm. Khi bay đến nơi, Ngộ Không phát hiện hai con yêu quái đang trong bàn tiệc. Một tên toàn thân đen xì là Hắc Hồng Tinh, còn một tên đạo mạo thư sinh là Bạch Y Tú Sĩ. Sắp tới là sinh nhật Hắc Phong Vương, hắn định tổ chức ngày hội áo Phật để khoe chiếc áo cà sa mới lấy được từ Quan Âm Thiền Viện. Theo nguyên tắc thì đoạn này có ba tên yêu quái ngồi về nhau, tên thứ ba là một con sói thành tinh trong hình dạng đạo nhân tên là Lăng Hư Tử. Bọn chúng lập tức thoát thân khi Ngộ Không đánh xuống, chỉ có đại vương gấu đen giao chiến với đại thánh, hai bên thần thông biến hóa chẳng kém gì nhau, nhưng mỗi khi đánh không lại, Hắc Hùng Tinh lại hóa thành cơn gió rồi chuyển mất, khiến lão tôn hai lần giao chiến vẫn chẳng đánh bại được. Sau đó, Hắc Hùng Tinh cho tiểu yêu giao thư trước hai ngày, mời Kim Chỉ Trưởng Lão tới tham dự hội áo Phật. Ngộ Không đánh chết tiểu yêu và biết chuyện này, liền biến hóa thành lão trụ trì rồi đến thăm đại vương gấu đen. Trên phim đã lỡ bỏ chi tiết tiểu yêu đi giao thư mời, sự vội vàng của Ngộ Không đã tạo sơ hở khiến Hắc Hùng Tinh đề phòng và bỏ trốn một lần nữa. Hết cách, lão tôn đánh đến Nam Hải nhờ Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ. Khi cả hai về núi Hắc Phong, thấy tên tu sĩ áo trắng tay bưng cái đĩa chứa hai viên tiên đơn đang đi từ sườn núi ra, Ngộ Không liền cho một gậy chết tươi, hiện nguyên hình là một con rắn trắng thành tinh. Đó là trên phim, còn theo nguyên tắc thì kẻ bị đánh chết là Lăng Ngư Tử, còn Bạch Y Tú Sĩ không hề xuất hiện nên vẫn bình an vô sự. Nhân đây, lão tôn nảy ra một diệu kế, không cần phải động tới binh đao, Bồ Tát sẽ biến hóa thành kẻ vừa bị đánh chết, còn Ngộ Không hóa thành một trong hai viên linh đơn, đợi khi Hắc Hồng Tinh nuốt vào bụng sẽ biến trở lại, quậy cho nội tạng một phen tưng bừng. Trong nguyên tắc, Ngộ Không hóa ra viên tiên đơn to hơn viên còn lại, còn trên phim thì Ngộ Không lấy viên được luyện 9981 ngày, viên còn lại mới chỉ 7749 ngày. Dù thế nào thì vẫn cung kính dâng đại vương gấu đen viên tiên đơn xịn nhất. Kế hoạch của Ngộ Không đã thành công. Tên yêu vương đau quản quại lại bị vòng kim cô của Bồ Tát khống chế, vội vàng dâng trả áo cà sa của Đường Tăng. Ngộ Không toan đánh chết thì Bồ Tát ngăn lại, thu phục hắn làm đệ tử về trông coi núi Lạc Già của ngài. Ngộ Không đem áo cà sa về cho sư phụ, đồng thời nhận ra bài học sâu sắc về tính khoe khoang. Theo nguyên tắc, Ngộ Không châm lửa đốt cháy động Hoàng Phong rồi mới trở về Quan Âm Thiền Viện. Trời cũng đã tối, không tiện lên đường ngay. Các sư trong chùa đang níu hai thầy trò ở lại, họ bòn mót trong đống than được ít của kẻ nào để bán hết, để sửa soạn một lễ cúng tụng kinh siêu thoát cho linh hồn Kim Chỉ Trưởng Lão và các hòa thượng thiệt mạng.
đó là nội dung theo nguyên tác và phim truyền hình. Còn trong chap 1 của Black Myth: Ngô Công, chúng ta được chứng kiến cả quá khứ, hiện tại lẫn vị lai của kiếp nạn này. Năm 10 tuổi, tiểu hòa thượng Kim Trì trong một buổi dạo chơi ban đêm trên núi Hắc Phong đã vô tình chạm mặt yêu quái Hắc Hùng. Con gấu đen thành tinh này tuy thường xuyên giết người qua đường để ăn thịt, song lại có tấm lòng hướng Phật. Không những tha chết, hắn còn kết tình bằng hữu và tặng của cải vật chất cho Kim Trì. Quãng thời gian ở Quan Âm Thiền Viện, tiểu hòa thượng bận rộn với việc tu tập và trở thành người đứng đầu ngôi chùa. Có được quyền lực, vị thế và tuổi thọ gần 300 năm như vậy, chắc hẳn phải nhờ đến sự giúp sức của Hắc Hồng Tinh và bè lũ yêu quái trong vùng. Chạm đến đỉnh cao của quyền lực, Kim Trì trưởng lão thỏa mãn bản thân bằng thú vui sưu tầm đủ loại áo cà sa, cốt là để tô đẹp thêm hình ảnh của người nhà Phật. Một ngày nọ, thầy trò Đường Tăng trên đường thành kinh ghé qua chùa xin tá túc. Đến bây giờ, lão mới biết trên đời tồn tại thứ báu vật quý giá đến thế. Lòng tham trỗi dậy, Kim Trì muốn độc chiếm làm của riêng. Hai đệ tử Quảng Trí và Quảng Mưu, vốn là yêu quái dưới trướng của đại vương gấu đen, đã hiến kế đốt ba gian nhà nơi Đường Tăng tá túc, rồi vờ như tai nạn. Tuy nhiên, kế hoạch đã phản tác dụng, cơ ngơi cả đời gây dựng tan thành tro bụi. Rất nhiều hòa thượng chết trong đám cháy. Vì quá ân hận, Kim Trì trưởng lão đã đập đầu vào tường để tự sát. Hành động này được sử dụng làm đòn tấn công đặc trưng trong game. Dục vọng của sư trụ trì được hiện thực hóa bằng hình ảnh tờ máu cà sa bay vút như một cơn gió, bắt buộc mọi thứ phải cuốn theo chiều của nó. Ngay cả người đắc độ như Kim Trì cũng khó lòng mà thoát ra, cũng như bản tính khoe khoang của Ngộ Không những ngày đầu vậy. Sau khi mọi chuyện xảy ra, Hắc Hồng Tinh theo Bồ Tát tu luyện ở Nam Hải. Hắn nghi mãi vẫn không hiểu tại sao Kim Trì trưởng lão lại mù quáng chỉ vì một tờ áo cà sa. Câu trả lời của Bồ Tát khiến mình thật sự suy ngẫm, nếu không mặc chiếc áo cà sa đó lên người, làm sao thế gian biết người đã đắc đạo? Có lẽ ai cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của Bồ Tát, rằng thứ quý giá ở đây không hẳn là chiếc áo thêu hoa, giá trị vàng, mà chính là sự ca tụng, ngưỡng mộ, sùng bái của người đời, dành cho nhà tu hành có vỏ bọc đẹp đẽ nhất. Người nhà Phật đáng lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết về tham, sân, si, ba trong số những yếu tố cơ bản tạo nên phiền não của con người. Nhưng có vẻ, ở vị trí tưởng như cuối cùng của con đường tu tập, Kim Trì trưởng lão vẫn phạm phải cả ba điều này. Một vài năm sau, Hắc Hùng Tinh trở về núi Hắc Phong và nắm giữ một trong 6 căn của Tề Thiên Đại Thánh. Hắn muốn mọi thứ trở lại như xưa nên đã xây dựng lại Quan Âm Thiền Viện, thu thập các yêu quái trong vùng đến giúp đỡ mình bằng việc lừa dối rằng hắn đã học được phép cải tử hoàn sinh từ Quán Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, phép cải tử của đại vương gấu đen chưa thực sự hoàn thiện. Hắn đã đưa ông bạn già Kim Trì quay trở lại dương gian, nhưng kết quả là tạo ra một linh hồn Kim Trì vô cùng điên loạn, cùng một cơ thể thiền sư vô hồn được chế tạo bằng vàng bạc, chỉ biết đi lang thang. Hắc Hồng Tinh đã sử dụng 3 chiếc chuông để phong ấn linh hồn của Kim Trì trưởng lão trong cõi tâm linh. Chỉ khi dùng cả 3 chiếc chuông thì thiên mệnh nhân mới gặp được lão sư tổ. Ngoài ra, đại vương gấu đen cũng hồi sinh Lăng Ngư Tử, yêu quái sói đã bị Tung Ngộ Không một gậy đánh chết trong nguyên tác. Phép cải tử chưa hoàn hảo khiến Lăng Ngư Tử phải uống máu của những con sói để duy trì sự sống. Trong bản trả tâm sự với Bạch Kỳ Tú Sĩ, Lăng Ngư Tử đã bày tỏ nỗi niềm của mình. Hắn chẳng thấy yên lòng khi phải uống máu của đồng loại để duy trì cái mạng này. Nói rồi, Lăng Ngư Tử loạn choạng bước đi về phía con đường bên trái đầm nước và dặn Bạch Kỳ Tú Sĩ bảo với đại vương rằng không cần đến thăm ta nữa. Lăng Ngư Tử thắt cổ tuyệt mệnh. Hắc Hồng Tinh đưa Linh Ngư Tử lên làm yêu vương mới. Tên này không quan tâm đến chuyện tiên đạo, chăm chăm luyện tập sức mạnh. Ở phần cuối của video này, mình muốn nói về hai đồ đệ Quảng Trí, Quảng Mưu của Kim Trì trưởng lão. Theo Black Myth: Ngô Công, họ vốn không phải con người. Quảng Trí là tiểu lang yêu, luôn khao khát trở thành con người. Hắn thường biến thành người để vào thị trấn chơi đùa, nhưng lần nào cũng bị phát hiện và đánh đuôi. Nhận ra mình cần tu tập thêm, hắn đã cầu xin đại vương Lăng Ngư Tử giúp đỡ. Nhờ mối quan hệ với Hắc Hồng Tinh, tiểu lang yêu được biến thành hòa thượng và sống ở Quan Âm Thiền Viện. Kim Trì trưởng lão đặt cho hắn cái tên là Quảng Trí, với mong muốn hắn có được trí tuệ. Nhờ sự dây bào của trụ trì, Quảng Trí đã hòa nhập được với cuộc sống ở trong chùa. Để báo đáp công ơn của sư phụ, Quảng Trí đã hiến kế chiếm áo cà sa, gián tiếp gây nên cái chết của sư phụ và yêu vương Lăng Hư Tử. Sau đó, hắn từ bỏ thân phận hòa thượng, trốn trong núi tu tập để sám hối. Trong thời gian này, hắn luyện thành một loại binh khí tên là xích chiều, phóng ra những đòn tấn công thiêu đốt giống như ngọn lửa dập trời năm ấy. Về phía Quảng Mưu, hắn là tiểu yêu dưới trướng của Bạch Kỳ Tú Sĩ. Do lo sợ Lăng Ngư Tử gửi gắm Quảng Trí để lôi kéo Hắc Hồng Tinh, Bạch Kỳ Tú Sĩ cũng lệnh cho Quảng Mưu đến chùa Quan Âm tu tập. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, Quảng Mưu vẫn không thể vượt qua sư huynh Quảng Trí cả về tài năng lẫn sự ưu ái của Kim Trì trưởng lão. Cho đến khi nhận ra lòng tham muốn giết người cướp áo của sư phụ, hắn đã đẩy mọi chuyện đi xa hơn theo đúng như trong nguyên tác, đoán rằng tai họa sẽ ập đến ngay trong đêm. Quảng Mưu hóa thành cơn gió rồi trốn vào rừng, tiếp tục nuôi trí lớn, trở thành một yêu vương lừng lẫy. Có thể thấy rằng Black Myth: Ngô Công đã bổ sung rất nhiều chi tiết mới trong nguyên tác. Những chi tiết về Quảng Trí, Quảng Mưu
nỗi tuyệt vọng sau khi được hồi sinh của Lăng Ngư Tử và sự lạc lối trong tham sân si của Kim Chỉ Trưởng Lão thật sự đã nâng tầm kiếp nạn trộm áo cà sa lên một tầm cao mới, mang đến những góc nhìn đa dạng hơn ở cả phía của những yêu quái, giúp chúng ta ngộ ra thêm nhiều triết lý sống cũng như thêm khâm phục một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi video này. Kiến thức của Anten có hạn nên nếu mắc lỗi sai, mong các bạn thông cảm và tận tình đóng góp trong phần bình luận để video thêm phần hoàn thiện. Đừng quên đăng ký Anten và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung siêu thú vị sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!